em nhìn thấy bố mẹ em là cũng không hài lòng đâu, nhưng mà cũng không thấy mắng con dâu. Có ăn không? Ăn ít ạ. Xin mời. Chúng ta sẽ gặp gỡ cha chồng và con dâu. Dạ xin mời, mời chú ạ. Mời chú. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào chị Lê Lộc. Dạ. Và tất cả các vị khán giả trong trường quay. Dạ. 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 Chào chú, chào chị. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình cũng như là anh Lê Lộc và chị anh Lê Lộc anh Quyền Linh và anh Lê Lộc và chị Quyền Linh cũng dễ thương mà. Em xúc động quá anh ạ. Sao cả. Để bố em giới thiệu trước ạ. Rồi. Vâng, thế thì tôi được phép giới thiệu, tên tôi là Trần Văn Dân, quê ở Bình Lục, Hà Nam. Quê hương nhà thơ Nguyễn Khuyến đấy. Và Hà Nam vào đây á chú hả? Dạ. Công việc chú là làm gì? Công việc của tôi thì bây giờ hiện tại giờ là tôi lao động buôn bán tự do. Dạ. Còn chị, xin mời chị giới thiệu về mình chút xíu ha. Em tên là Lã Thị Huyền ạ. Em 28 tuổi, em làm dược sĩ và em là dâu của bố được 5 năm rồi ạ. Năm rồi. Mình có mấy bé rồi? Em được hai bé trai, một bé 4 tuổi và một bé 2 tuổi ạ. Cái lần đầu mà bố chồng gặp con dâu đó, bố thấy con dâu này như thế nào? Tính cách làm sao? Lần đầu tiên mà tôi gặp con dâu ấy, tức là lúc ấy chưa xác định là con dâu. Đấy, thì mới lần đầu tiên thì trông thấy cháu, đó thì hôm ấy là tôi đang phơi lúa ở ngoài sân. À, thì cháu nó đến thì nó cũng rất lễ phép, nó cháu chào bác ạ. Thế thì tôi cũng nhìn ngưỡng lên, tôi nhìn thì tôi thấy cháu là nó khoanh tay, nó cúi, nó chào. Thì mà ăn mặc thì rất là gọn gàng, mà coi như là đúng với lại cái tư cách của nhà quê, chứ không có mang tinh chất của phố xá. Thế cho nên là tôi cũng có cái cảm tình. Trông thấy cháu thì tôi cũng có bảo cháu là thôi thì cháu vào trong nhà ngồi uống nước nói bạn mới lại người chồng tương lai của cháu. Thì tôi lúc ấy tôi cứ nói đại đi thì coi nếu không được thì tốt. Được thôi á. Vâng, không được thôi. Thế cho nên là thôi thì chúng ta dắt chay nhau vào trong nhà nó uống nước thì tôi thì tiếp tục làm cái công việc của tôi, cho nên khi mà hoàn thiện thì tôi cũng có vào là nói chuyện với cháu. Nhưng hỏi thăm quê quán cháu ở đâu thì cũng lại rất tình cờ là cũng lại cùng trong một xã luôn. Chị có nhớ cái lần đầu tiên khi gặp bố chồng không? Có, rất là sợ chị ạ. Sao thế? Không, nghĩa là em với chồng em thì không biết nhau. Mặc dù là cùng xã nhưng mà anh ấy lớn tuổi hơn. Và em thì học ở trên Hà Nội, còn chồng em thì ở nhà. Em quen chồng em là nhờ anh nhà bác em. Là anh ấy là bạn của chồng em. Thế anh ấy giới thiệu là có cái anh này, anh ấy mới đi Hàn Quốc về. Anh ấy đẹp trai mà gia đình nhà anh ra giáo lắm. Thôi thì em cứ học xong đi, xong là ví dụ như là cứ quen nhau, nếu mà hợp thì lấy, thì về anh ấy bố trí công việc ở nhà cho. Hai đứa chúng em là chỉ coi như là tán nhau qua điện thoại thôi, chứ cũng không gặp trực tiếp mặt. Nhưng nói chung là chúng em nói chuyện với nhau thì rất là hợp. Thế nên là thỉnh thoảng em mới về quê thôi. Thế cái tình cờ là hôm đấy về quê thì anh ấy rủ đi uống nước, thì uống nước ở trên huyện. Thế đến lúc đi về thì anh mới rủ em là hay vào nhà anh chơi. Em mới bảo em ngại lắm. Mà nói thật là em thấy mấy người ở làng em bảo là các bác ấy cũng hơi khó tính ấy. Thế nên em sợ lắm. Thế em vào thì em thấy bố em đang phơi thóc cho chị dâu thứ hai. Thế là em nghĩ là bác ấy mà lo chăm lo cho con cái như vậy thì mình về làm dâu thì mình cũng đỡ sợ. Thế là lúc đấy là em thấy là có cảm tình với bác ạ. Vâng. Mai mốt chắc mình làm dâu bố chồng sẽ lo cho mình đây, làm cho mình đúng đây, đúng rồi á, đúng không? Ngày mới về làm dâu á chị, mình có thảnh thơi không, mình có lo sợ không? Bố mẹ đẻ như em là cũng không bắt làm, mà em là con út mà, thế nên cũng được chiều. Đâm ra là nói thật là em cũng ít khi phải làm, nó chỉ có đi học xong là về nhà quanh quanh thôi. Thế đến lúc mà về thì vỡ đúng vào nhà bố mẹ chồng em này thì lại là tham việc. Thế nên là em cũng rất là sợ. Thế ngày đầu tiên mà về làm dâu thì hôm đấy là bố mẹ em lại bận. Thế là bố mẹ em bảo là thôi hôm nay có ít lươn thì con nấu lươn với chuối. À tự thế nấu hả? Chuối lươn đi ạ. À. Vâng. Mà con lươn thì nói thật mà em chưa bao giờ em dám sờ vào con lươn. Mà cũng không bao giờ dám ăn con lươn, nghĩa là những cái con gì mà liên quan đến không có vây vẩy là em rất là sợ. Thế nhưng mà thôi thì bố mẹ giao trách nhiệm thì thôi cũng ngậm ngùi đi làm. Thì mẹ em mới gọi điện về cho mẹ đẻ em là mẹ bố con bảo là làm món chuối lươn, thì lúc đấy mẹ em lại không nghe ra, thì mẹ em lại nghe tưởng là món cháo lươn. Thế là mẹ em mới dạy là con cứ rửa sạch đi,
Sau đó là con làm sạch nó xong là con luộc nó lên, xong con gỡ thịt ra, xong con băm, con cho hành khô mới gừng vào, con xào lên, xong đến lúc mà chuối nó gần chín là con cứ đổ vào, xong con cứ trộn nó lên là xong. Đến lúc mà đến bữa cơm, bố mẹ em vào, bố mẹ em nhìn thấy muốn tươm luôn, nghĩa là nó lát tươm không. Bởi vì là em băm hết tất cả các thứ, em băm nhỏ vụn hết ra rồi. Thế là lúc đấy là em nhìn thấy bố mẹ em là cũng không hài lòng đâu, nhưng mà cũng không thấy mắng con dâu. Có ăn không? Ăn ít ạ. Nhưng mà ăn xong có nói gì không? Ăn xong thì cũng không thấy bố mẹ em nói gì lên, chính vì vậy mà em rất là sợ. Bữa đó chú ăn thấy ngon không? Trời ơi, thôi hôm ấy thì cũng phải cố gắng mà ăn ấy. Còn nói em sao được cái từ ngon như thế. Tức là về sau ấy thì hai ngày hôm sau ấy, thì tôi có đi chợ tôi mua. Bố em lại mua lươn về. Một ký lươn nữa về. Đấy, tôi mới hướng dẫn cho cháu. Đấy, bây giờ làm lươn nấu chuối là phải làm như thế này, chứ làm như thế kia là không cái được. Kiểu của con làm ấy là chỉ có để nấu cháo thôi. Coi như bố chồng là chỉ con dạy con nấu ăn luôn đúng không? Cho con là cái vấn đề như thế. Vâng. Đến hôm sau em mới gọi điện về cho mẹ đẻ là mẹ hôm trước mẹ lại hướng dẫn con món cháo lươn, chứ có phải món chuối lươn đâu. Thế là con làm đâm ra là bố mẹ con cũng không hài lòng. Hai bố con họp nhau nhiều điều không? Nói chung là hai bố con nhà em thì hợp nhau nhiều ạ. Nhất là ví dụ như hai bố con nói chuyện hàng ngày ấy, thì có thể là có những người ta cứ e dè là bố chồng với con dâu chẳng hạn, thì nói cứ phải kín kẽ. Nhưng mà em mà cứ nghĩ gì là em nói luôn với bố em như đấy. Thì em cũng chả sợ cái gì. Mình có thấy mình hợp với con dâu điều gì không? Không, nói chung ấy thì tính nết của con dâu tôi ấy, thì đối với tôi cũng thấy là rất là hợp nhau. Có bao giờ giận con dâu điều gì đó chưa? Không, tất nhiên thì giận thì cũng có những lần là cũng có giận. Chứ cũng không phải là vì nhiều lần ấy thì nói thật đấy là nó có một cái tật, tức là nó rất là chiều hai cái thằng nhỏ. Mà tôi thì tôi nói rất nhiều. Vì bây giờ con nó còn nhỏ thì phải dạy, phải hướng dẫn cho nó từ nhỏ đi. Chứ đừng để nó lớn quá thì bé không vin, lớn là nó sẽ, mình mà vin thì nó sẽ gãy cành. Cháu bây giờ thì chồng nó đi lao động ở bên đất nước Hàn Quốc, nó xa, nó không có ở nhà. Thế giờ ở nhà thì cháu nó bán hàng thì cách chỗ nhà tôi ở tầm độ 200 mét. Thế thì chưa đến ấy thì tôi cứ thường xuyên là tôi nấu cơm luôn cả cho cháu và gọi cháu và nó ăn cơm. Bố mẹ em là sao? Đấy. Em ăn một mình em lười, em không một nấu. Một mình thì nó lười, nó không nấu thì nó nhịn đói thì nó khổ thân. Thế nên là tôi là thường là phải nấu luôn cái cả cơm trưa, và coi như là gần như là bữa nào cũng phải mời nó về ăn cơm ấy. Là vì toàn phí điện thì nó mới về, chứ còn không điện là nó không về. Không về luôn. Rồi, hai bố con quá thân nhau nhỉ. Nhưng lý do tại sao chồng em đi Hàn Quốc? Năm ngoái là bão lợn anh ạ. Nghĩa là nhà em thì vừa buôn bán cám, mới vừa chăn nuôi lợn. Nhà em nuôi 500 con lợn ấy. Vậy là rất là vất vả. Mà kể cả bán cám, làm đại lý cám ấy anh ạ. Chuyến nào phải hết chuyến đấy, nghĩa là mình phải trả tiền hết. Mà mỗi một chuyến cứ phải 100 triệu một lần ấy. Nhưng mà khi mà mình bán cho dân, là mình bao cám từ lúc mà lợn, người ta bắt đầu người ta bê lợn con về, đến lúc mà người ta xuất chuồng, người ta bán được 6 tháng trời, rồi người ta mới trả tiền mình. Nhưng mà không may đấy là lợn nó xuống giá quá trầm trọng. Nghĩa là ở quê nhà em là thậm chí đến cái lúc mà cái giá lợn 15, nghĩa là 15.000 một kg lợn, thì nó còn rẻ hơn cả khoai lang luôn ấy. Được 30.000 một kg. Lỗ quá là chồng phải đi Hàn Quốc làm ăn lại. Vâng, thế là nhà em lỗ gần 2 tỷ ấy. Vâng, quá là sốc luôn. Rồi bố có nói gì không? Bố em chịu suốt luôn. Nhưng mà em thấy là nãy giờ là bố chồng lo cho chị không à. Vậy thì chị có những kỷ niệm nào mà mình lo cho bố chồng mà đáng nhớ không? Nói chung là kỷ niệm với bố em thì cũng rất là xúc động. Là bởi vì là lúc mà vợ chồng em lấy nhau là em chưa học xong dược. Thế là hai vợ chồng ở trên Hà Nội. Thế đến lúc mà em về thì em đi về là phải đi qua ngõ, là đi qua cái chỗ mà đang xây nhà luôn ấy. Thì bố mẹ em có xây nhà, chỉ có thuê thợ để xây tường lên thôi, dựng cột lên thôi, còn hoàn toàn điện nước là 100% là bố em làm hết. Bố em cứ lụi hụi bố em làm điện nước, còn để vừa làm điện nước lại vừa trông coi thợ. Nhà em thì 2 tầng nên là cái hệ thống điện nước là cũng nhiều chứ không ít. Lúc đấy là 7 giờ tối rồi mà em nhìn thấy bố em, em thấy bố em đang bê gạch thì em chỉ nhìn thấy đằng sau thì em chào bố là bố ơi, thế nhưng bố em cũng không nghe thấy. Thế là em nhìn thấy ở đằng sau lưng áo của bố em là ướt sũng luôn.
mà người bố em thì gầy, mà cái thời lúc mà bố em xây nhà ấy, cho nhà em đấy là bố em đã 68 tuổi rồi, lúc đấy là ông cũng có tuổi rồi mà em nhìn thấy ông vẫn còn mồ hôi mồ kê thì ướt đẫm ra mà ông cứ bê gạch thôi. Thế là lúc đấy em thực sự là em đã khóc, em đã khóc, à từ về đấy giờ đi là em luôn luôn là coi bố chồng cũng như bố đẻ luôn, và em rất là thương bố em bởi vì bố em quá vất vả vì vợ chồng nhà em rồi. Có bao giờ mà bố chồng cảm động trước con dâu như thế này chưa? Thế là nói chung là hôm nay là lần cảm động cháu nó kể trước coi như là khán giả ở đây là tôi cũng thấy là coi như là rất là thương cháu. Nói tóm lại bây giờ em với bố chồng coi như là hai người rất là thân với nhau, còn hơn là con dâu với bố chồng nữa đúng không? Nhưng mà chồng em đi lao động xuất khẩu bao lâu rồi? Chồng em đi được nửa năm ạ. Nửa năm nữa mới đi thôi, bởi vì là bão lợn mới từ năm ngoái anh ạ. Định đi bao lâu mới về? Đi 5 năm anh ạ. Trời ơi, 5 năm. Hôm nay thì biết được em với là cho chồng tham gia chương trình, chồng em cũng có gửi một cái lá thư về cho gia đình. Đấy, gửi mail nha, rồi anh in ra đây. Vợ yêu. Úi dồi ôi, hôm nay mới được câu vợ yêu đấy anh ạ. Mọi hôm là toàn gọi bánh mì thôi. Bánh mì hả? Vâng. Nay là vợ yêu. Vợ yêu, những ngày đầu vợ mình mới về làm dâu thì mình cũng hơi ngại do vợ mình là nấu nướng hơi vụng về. Nhiều khi vợ đang nấu ăn trong bếp không biết phải làm thế nào thì lại gọi mình: anh Hưng ơi, cái này làm thế nào, cái này làm ra sao. Khi đó mẹ mình lại hỏi: vợ con nó không biết nấu làm sao nó cứ hỏi hoài vậy. Mẹ bảo là suốt ngày chỉ anh Hưng, anh Hưng. Tức là em cứ kêu vợ chồng anh suốt đó đúng không? Rồi. Bởi vì em không biết làm thì em phải chỉ có gọi được mỗi chồng thôi chứ không dám gọi bố mẹ chồng đâu. Vợ chồng mình rất may mắn khi được ở gần bố mẹ, được bố mẹ giúp đỡ rất nhiều về mọi mặt. Mình cũng may mắn là có vợ là vợ hiền, ngoan, trời ơi, được bố mẹ yêu quý. Điều mình muốn nói với bố rằng là bố mẹ đã giúp đỡ vợ chồng con rất nhiều về kinh tế cũng như công việc. Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm. Chúc bố mẹ thật nhiều sức khỏe. Mong muốn rằng cha cũng bớt việc làm đi, ba đừng có làm nhiều nữa. Còn vợ, vợ cũng cố gắng phụ nấu nướng với gia đình. Tạm biệt vợ yêu, hôn vợ nhiều cái. Trời ơi. Hôm nay thì nhân cái dịp này em cũng muốn nói gì với bố không? Cũng nhân dịp này thì đúng là cũng chưa bao giờ nói lời cảm ơn bố em cả. Bố mẹ đã luôn luôn giúp đỡ vợ chồng con trong những lúc thành công cũng như là lúc khó khăn nhất. Con chúc bố là luôn mạnh khỏe. Cũng mong là bố cũng bớt việc đi để đỡ ốm, rồi bố chịu khó giúp đỡ con trong công việc là chăm hai cháu. Đến bao giờ xin, chồng con về tiếp tục thì... là mưu xin luôn. Đến bao giờ chồng con về thì để anh ấy chăm. Dạ không biết là chú có mong muốn điều gì ở chị không ạ? Còn tôi thì chỉ có mong muốn cho chị mẹ và luôn luôn bảo cháu ấy là cũng như cái nãy tôi đã nói là cố gắng làm nào coi như là nắn nót dạy bảo hai cái thằng nhỏ. Thôi bây giờ thì hôm nay rất là vui, câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là dễ thương á. Chúc cho chú thật nhiều sức khỏe và chúc cho gia đình mình luôn luôn bình an hạnh phúc. Chúc cho chồng em sớm từ Hàn Quốc trở về, chắc chắn là sẽ thành công rực rỡ nha. Đây là kỷ niệm của chương trình chú ạ, gửi tặng cho chú để nhớ mình đã tham gia chương trình nha. Dạ, dạ còn phần quà nữa. Dạ đây, xin tặng cho chú là Natto Enzyme ngừa tai biến đột quỵ nguyên liệu từ Nhật Bản. Đúng của bố em luôn. Dạ. Và đây là Natto Gen giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Đây là cao linh chi và cao linh chi nhân sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, có chức năng là bổ dưỡng khí huyết và giảm cholesterol, giảm mỡ trong máu và giảm suy nhược thần kinh. Dạ. Và phần quà đặc biệt nữa là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng của Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc, xin dành tặng chú và chị ạ. Cái này là chưa đi cháu nó đã nhận ở nhà rồi, nó còn lấy được TV thì là của nó. Thế nên là thôi là để cho nó giữ cho nó. Em mặc cả với bố em trước là thôi con xin bố cái TV. Dạ xin và, cảm ơn thôi, chú xin, và chị chào. Xin kính chào quý khán giả. Dạ xin mời chú cái đường này ạ.